Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIZ 24h, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Mới đây, sau thành công rực rỡ của single tiếng Anh Dynamite, xô đổ hàng loạt kỷ lục thế giới vô tiền khoáng hậu, BTS tiếp tục oanh tạc trên địa hạt tạp chí thời trang khi mà 7 chàng trai cùng thực hiện một bộ ảnh cực kỳ xoái, nam tính và phong cách. Trong bộ ảnh mới này, các chàng trai BTS đã diện những bộ vest cực kỳ bảnh bao, hóa thành những quý ông lịch lãm cực kỳ nam tính và tỏa ra khí chất tổng tài hút hồn. Những hình ảnh này nhanh chóng khiến các fan phát sốt vì 7 thành viên diện vest bảnh bao, hóa thành những quý ông lịch lãm, khoe vẻ điển trai cuốn hút chết người. Từ Jin, RM hay đến em út Jungkook đều như tổng tài đẹp trai ngút ngàn, thần thái ngời ngời khiến fan gục ngã hàng loạt. Lâu lắm rồi fan mới được dịp rửa mắt, thỏa sức ngắm nhìn BTS trong diện mạo quyến rũ và thu hút đến như vậy. Bộ ảnh còn khiến các fan bất ngờ trước khí chất tổng tài của hai thành viên nhỏ tuổi nhất là V và Jungkook. 7 năm trôi qua kể từ ngày debut, từ những cậu thiếu niên đáng yêu, giờ đây hai thành viên nhỏ tuổi nhất đã thật sự trưởng thành, trở thành những người đàn ông phong độ, chững chạc, không khác gì các anh lớn. Diện mạo tổng tài đầy khí chất này mê hoặc fan và khiến các fan không thể rời mắt ngắm nhìn. Fan vô cùng bất ngờ trước nét đẹp toát ra từ bộ đôi em út vàng V và Jungkook. Từ ánh mắt, thần thái và đặc biệt là đường nét cực phẩm không khỏi khiến fan đổ đứ đừ vì quá mê hoặc. Gương mặt nghiêm nghị, nét quyến rũ bí ẩn của V khiến fan phát sốt. Ngồi bên cạnh anh cả Jin, mặc dù trẻ hơn anh 3 tuổi nhưng V trưởng thành, chững chạc và nam tính không kém gì anh. Em út Jungkook cũng khiến fan phát cuồng khi mà diện vest quý ông lịch lãm mang dáng dấp tài phiệt cực kỳ sang chảnh. Sau 7 năm, Jungkook từ cậu bé đáng yêu đã trưởng thành và ra dáng một người đàn ông thực thụ. Thành công trong âm nhạc đã mang lại cho Jungkook nhiều danh tiếng. Tên tuổi của em út BTS đã vượt qua khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Năm 2019, em út nhà BTS được TC Candler bình chọn đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Thành công trong sự nghiệp, ngoài đời Jungkook được xem là đại gia của showbiz Hàn. Hàng loạt trang tin nổi tiếng về kinh tế luôn khẳng định độ giàu có của ca sĩ 23 tuổi. Bên cạnh đó thì các chàng trai còn lại cũng bảnh bao và vô cùng thu hút. Lâu lắm rồi các ARMY mới được dịp rửa mắt trước dàn visual siêu hạng này của 7 chàng trai nhà Big Hit. Bạn ấn tượng nhất với hình ảnh của ai trong 7 chàng trai nhà Big Hit lần này? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBIZ 24h. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ chúng mình nhé!